Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, mấy ngày nay khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to trở nên rất to. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, mùng 2 tháng 8, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 200 mm. Từ đêm 2 tháng 8, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có xu hướng giảm dần. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ ngày mai được dự báo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với gió Nam cho đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời nắng gián đoạn. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày mai có nắng gián đoạn, ít mưa, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận ít mưa, ngày nắng, cục bộ có nắng nóng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mai trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng mùng 3 tháng 8, mưa sẽ gia tăng ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có mưa vừa cho đến mưa to. Tính chung trên toàn khu vực Tây Nguyên, diện tích trồng thanh long trong vùng hiện đạt 26.000 ha. Cây thanh long đang trong giai đoạn chăm sóc thu hoạch. Tuy nhiên, thì khu vực này đã ghi nhận 2.700 ha thanh long bị bệnh đốm nâu gây hại, tăng 270 ha so với tuần trước. Trong đó, nhiễm nặng là 20 ha với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 10%, nơi cao là 30% số cành, phân bố chủ yếu tại tỉnh Bình Thuận. Khi cây nhiễm bệnh này thì cây sẽ bị tàn phá nặng nề theo từng giai đoạn phát triển. Ban đầu có thể sẽ chỉ là những vết lõm màu trắng đục ở trên cành non, đầu nhánh. Sau đó thì sẽ thành đốm màu tròn, nâu như là mắt cua. Và kế tiếp thì bệnh sẽ phát triển thành các vết liên kết lại với nhau, khiến cho cành sần sùi còi cọc. Thối khô từng mảnh, vỏ quả cũng chịu chung tác hại và thậm chí là bị nám cả quả, khiến cho giá trị thương phẩm của trái thanh long giảm mạnh. Trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ, bệnh đốm nâu gia tăng gây hại ở những vườn thanh long rậm rạp, bón phân không cân đối. Vì vậy mà bà con cần phải thực hiện tốt quy trình kỹ thuật quản lý bệnh đốm nâu hại thanh long của Cục Bảo vệ Thực vật, cụ thể như sau. Cần phải tiến hành vệ sinh vườn và dọn sạch cỏ dại nhằm diệt trừ một số loài môi giới truyền bệnh như là ốc sên và côn trùng. Cắt bỏ cành, quả bị bệnh, thu gom và xử lý tiêu hủy bằng chế phẩm sinh học, không để lại tàn dư trong vườn trồng, tránh lây lan nguồn bệnh. Bón phân cân đối, tránh bón thừa đạm. Tăng cường phân lân kali, tăng lượng hữu cơ, hoai mục để tăng sức đề kháng cho cây thanh long. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.